Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ đi mua mền điện ở shop khai mạc. Và tại vì vô mùa đông rồi đó, trời lạnh lắm mình chịu không nổi. Nên là bây giờ ông xã mình sẽ chở đi mua mền điện. Thì mọi người cùng đi với mình nha. Em mình quay bên đường cho cả nhà cùng xem nha. Đường bên đây chạy lên nào chạy lên đó, không có, tại vì bên đây xe toàn là xe bốn bánh không à, phải chạy đúng làn đúng lên, còn bên mình đi xe máy thì dễ rồi. Mà giao thông bên đây khó lắm. Mình đang tập lái xe, đang tập lái bằng eo á, đang chuẩn bị đợi qua thi bằng P. Hôm nào mình đi học lái xe mình sẽ quay video cho các bạn xem. Hãng xe quá trời. Chút xíu mình sẽ đi vô trong đó mua đồ á. Bây giờ thì tìm chỗ đậu xe. Đậu xe này mình sợ lắm, mình sợ đậu trúng xe người ta chạy xe rồi á, đền sợ lắm. Mình đang tập. Xong rồi, đi thôi. Hồi mới qua đây á, mình tưởng mấy cái trung tâm thương mại bên đây chắc lớn dữ dội lắm, lớn hơn bên mình nhiều á. Ai ngờ đi thấy nó cũng bình thường à. Cũng có 2-3 tầng à. Cũng giống như siêu thị bên mình vậy thôi à. Có trung tâm thương mại ở trên city á, mấy lớn, còn ở dưới chỗ mình á, thì nó cỡi cỡi gì không à. Chừng nữa mình sẽ đi lên mấy cái trung tâm thương mại trên city á, chơi và mình sẽ quay cho cả nhà cùng xem. Ở đây là khu trung tâm mua sắm của Audi. Ở trong đây bán thực phẩm.
đồ ăn, nước uống, bánh trái, thịt thà rồi trong đó. Thường mình hay đi vô đây mua trái cây, tại trái cây trong đây rẻ, nhất là nho mà ngon nữa. Còn bây giờ mình đi vô bên khay mạc để mua màn điện. Nhưng bên đây chỗ này bán nước nè, coffee. Sẽ mua cái này, giá là 22 đô. Cái màn này nhìn giống lông chồn quá. Nó đưa qua dày. Bây giờ mình ra tính tiền về đây các bạn ơi. Xin chào tạm biệt các bạn ở clip này nha. Mình xin kết thúc clip tại đây.